Mà chị có mời tổng thống nữa. Alo. Chào chị. Mời chị À. có mời tổng thống nữa nha. À. Chào mọi người. À, lên 3 phút để chị chửi 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 mấy 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 bạn Đang khùng rảnh thì khùng chị rồi. lên 30 phút cũng được mà, đang rảnh mà. À, hôm nay lên sớm ha. Hồi nãy Đi. chị không có nghe cái ông khùng khùng điên điên Sơn Tây nói chuyện, chị không biết nói vụ gì, chị chẳng biết ổng nói gì nữa. Ổng lịch sử ổng giỏi quá, ông tự ông đi tìm, nhưng mà mệt quá, nói chuyện với mấy người khùng mấy người ngu chưa nói mệt quá. Cần gì phải 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 mấy cái đó đã viết, lịch sử nó đã viết nó sẵn hết trơn đó, cần lên phản biện làm gì, mệt quá. Đã lần trước đã nói ổng là ổng cho ổng 3 ngày, ổng lên ổng coi ổng 3 ngày rồi cuối cùng ổng nói chuyện, ổng lên ổng nói ổng để có 3 chữ, giờ cãi lộn ổng làm gì nữa. Rồi bày đặt nói cái vụ nước hoa lùm la anh Pháp ngày ra nãy em nói đó, chị chẳng biết ổng nói gì. Tại vì ổng nói gì để coi ổng nói gì, tài khôn nói gì, lên trên mạng được tìm được cái gì, nó cho tụi Mỹ nó cho ổng biết được cái gì bên Pháp vậy. Thì cứ nói đi chị, em đi pha nước thôi. Ôi, phải, cái gì nói nghe nào Đậu Nam. Ở không á, một á thì bạn lắng lỗ tai bạn nghe, bạn biết thì bạn trả lời, còn không biết thì bạn im cái miệng bạn giống như mấy mọi người khác ha. Còn bạn muốn nói gì á thì bây giờ á là mình đài nghị ha, mọi người trên 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 đài nào mà thấy thằng Đỗ Nam mà nó nói nó comment bất cứ cái gì kệ mẹ đi, nó nói thì nó để comment riết thì nó mệt, nó đau tai tự nhiên nó ngừng hết, tự nhiên ngừng ai mà cứ 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 comment hoài 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 mà có câu hỏi hoài cái mẹ đi, viết cho não mệt tự nghĩ. Mà người ta nói tại sao mà đánh lộn cãi lộn vậy, cứ kệ cho nó chửi đã, chừng nào ngừng chừng nó mệt nghỉ, giống như mấy mình giống như đi làm nha. Với ông cái người hiếu nghiệm này là cũng vậy nè, tôi không biết ông hay bà không gì hết, chú hay là em cô bác gì tôi không biết cái gì hết trơn á. Nếu mà giỏi thì lên nói chuyện lịch sử cái nước của ông đang ở đi, cái nước Mỹ khen quá chừng khen đi, còn nếu mà không biết thì ngậm miệng lại, cái mở miệng lên cái là chửi cái khen. Tôi nói là từ nào tôi nói là lên á, tới đây tôi lên tôi nói á, là tao không phải là tao tao chửi nước với nước Mỹ, mà là tại vì tôi chửi á, những cái người mà suốt cái ngày khoe nước Mỹ á. Nước Mỹ cái gì cũng Mỹ, Mỹ còn Việt Nam cái gì cũng sai, sai cái gì giống gì cũng cộng sản hết trơn á. Tao lên tao chửi cái nhiêu đó thôi, tao nói là tao chửi với mấy cái người người vậy thôi. Cái giống gì cũng là Mỹ hết trơn á. Còn ngoài ra tao không phải là tao chê Mỹ, mà lịch sử á chẳng biết con mẹ gì, ở nước Mỹ mà chẳng biết con mẹ gì chứ ở Mỹ hết trơn, mà suốt cái ngày cái giống gì cũng Mỹ, Mỹ cái giống gì cũng cộng sản cái giống gì cũng là Việt Nam, ngu quá Việt Nam, ngu quá. Tụi mày ở nước nước của Mỹ, tụi mày có biết là Mỹ nó cũng ngu vậy, nhưng mà nó cũng có một người số người khôn, người số người ngu, thì cái nước mình nước Việt Nam nó cũng vậy. Ở Việt Nam mày tụi mày có biết Việt Nam nó hiện tại giờ đang lập độc lập lên có 20 năm mà mày tụi mày đòi ngu ngu, còn nước Mỹ của tụi mày được hả? Pháp nhờ Pháp nó cho cái tự do được nhiêu năm hả, giờ gần gần nhiêu năm rồi, suy nghĩ đi. Mà suốt ngày cái suốt ngày so đo hả, còn cái thằng ông Sơn Tây nữa, tao nói đó là ông ngu, là ông ngu, ông đừng có nói là nước nước người này nước này nước nghèo, không có nước nào nó nghèo, không nước nào nó giàu hơn, nước nào nó cũng có một chút cái gì, nó có một cái gì đó, không có nước nào mà nó nghèo, không có nước nào nó giàu, nước nào nó có một cái á, có học mới mới có học mới mới thành công, không có học không thành công hả. Còn cứ nói suốt ngày nó nước này nghèo nước kia nghèo, sao không là sao Mỹ Mỹ nó không Việt Nam á, Việt Nam mình nó không giống như vậy hả, không giống Mỹ, suốt ngày so đo. Ông cầm cái muỗng với cái đũa nó có giống nhau không, cái chén với cái tô nó có giống nhau không, mà so đo trời ơi mình ngu mà ngu dốt vừa vừa thôi, suốt ngày cái so đo cái nước hết nước này so đo cái nước kia, mà cái lịch sử hả, nói tới cái lịch sử 30 năm, 30 năm về trước mấy ông nội còn không biết cái lịch sử từ từ qua 30 năm trước, không biết con mẹ gì hết trơn, tại vì đặt nói lên nói chuyện, còn muốn muốn lịch sử hả, cần nói gì chửi người ta ngu thiếu cha nhiều nữa nó khôn. Nhiều người khôn lắm đâu, không phải một mình ông khôn đâu, mà mỗi lần ai mà nói gì ta sai có người kiểm tra hết, đừng có lo, ai cũng ở sau lưng có người kiểm tra hết á. Suốt ngày nói nghèo giàu nghèo giàu, xe Mercedes Mercedes nước Mỹ nó không có hiệu Mercedes đâu, của Đức á, Mercedes của Đức á, Porsche đồ cũng của Đức luôn á đó. Đó muốn nói cái gì không, tất
cả những cái gì mà xe mà nó nổi tiếng, nó già, nó nổi tiếng mà nó mắc nhất á, là toàn nước Âu Châu rồi không á, bề đặt hở mở miệng lên cái nói, mở miệng lên cái giàu giàu, mở miệng cái Mỹ Mỹ Mỹ, trường học á cũng chưa chắc gì Mỹ giỏi nữa, nước cũng nước là giỏi ra toàn Âu Châu này không nè, cái thằng nào nổi tiếng, cái thằng nào mà nó thông minh là cũng là nước Âu Châu này nè hả, nhờ hả, không nhờ cái không có nhờ cái nước Âu Châu này á, Mỹ 2007 2008 hả, cái vụ mà nó sụp đổ cái bột hả, tới giờ tụi bay cũng còn có được cái gì ăn á, bị đặt cái giống gì của Mỹ Mỹ. Tao lên đây tao nói là cái vụ Mỹ á, tại vì tụi bay khoe suốt ngày, tụi bay khoe Mỹ á, tao nói cái đó đó, còn ngoài ra tao không có nói gì trơn á. Còn mấy những thằng nào mà nó nói, tao không có chửi ai chứ, tao chửi mấy cái thằng mà nó suốt ngày nó khoe Mỹ á, tao chửi mấy cái thằng đó thôi, nói cái suốt ngày nói Mỹ giàu, nói Mỹ giàu, cái nước nào nó cũng nghèo, có tụi mày giàu thôi, không có nước nào giàu á. Cho nên tại sao mà tụi bay lâu lâu đi về Việt Nam chứ vậy, về Việt Nam chơi làm gì vậy hả, nếu mà nghèo ở, nếu chê nước mới khác nghèo thì ở đó đi, tụi mày không có tiền đi ra nước thì có, suốt ngày nói nghèo giàu mệt quá. Tụi Việt Nam á, nó có bỏ ra tiền hả, 100.000 đô la nó có thể mua được cái xe, tụi bay không có bỏ 100.000 chục đâu, bị đặt nó giàu nghèo có nhiêu nó hoài, có gì chuyện khác đâu, kể giống nói chuyện giống như chú Cầm vậy đó, lên nói kể lùm la vậy đó, nó có cái tốt cái xấu nước nào không có, biết mẹ gì suốt lên suốt ngày cờ cờ nói chuyện gì đâu không, ngồi chị cái nhiêu chị không, từ đây sắp tới mà nói đỏ đỏ nam á, mày đừng nói tên kêu tên tao nữa, tao không có trả lời mày đâu, mày cho mày biết hôm nay như vậy đó, suốt ngày nói cái chuyện gì được không, nó chê ông sơn tây chơi pháp, thằng khùng nó chơi pháp vậy, biết mẹ vậy pháp, bước lên chân tới cái nước pháp đâu biết pháp là cái gì, mày hỏi cái nước mỹ á, tất cả nước gái á, nó xài bằng cái gì vậy, nước hoa và nước 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 hoa đó, cái hiệu của ai vậy, suốt ngày nói chuyện toàn là cái tào lao không à, Chanel á đi ra ngoài đường á, vỏ bóp Hermes á của ai vậy, Louis Vuitton á của ai vậy, toàn nói nước nghèo mà toàn sao mà nó xài đồ của Pháp của người ta, lạ quá ha, Lamborghini là của Ý đó, đâu cũng phải là của Mỹ nữa đó. Và nói hết cho hiểu đây, tao đưa ra đây, tao nói vô nước nào từ nước nào luôn, toàn dốt mà suốt cái ngày ra mở miệng lên là toàn Mỹ, mày chỉ có cái iPhone thôi, chẳng có con mẹ gì chứ, không có cái giống gì mà để nó lạ, cái nước Mỹ nó không có cái giống gì, tại nên nó có nhiều cái đó, cái tốt cái Castor mà tao mày ở đâu có ở cùng nước đâu mà Castor, mày nói mày nói cũng có đúng chữ đi, viết con viết cho nó đúng đi, đừng viết sai chính tả, mỗi lần lại muốn nói tiếng Pháp á, mày muốn nổ lên mà nói tiếng Pháp thì mày nói cho nó đúng chữ, viết thì cũng viết đúng chính tả, còn không thì mày nói tiếng Việt chữ viết tiếng Việt Nam, còn tiếng tiếng Anh đi, bề đặt nói tiếng Pháp mà nói viết sai chính tả, tao nói từ hôm qua ngày hôm kia ngày, mày muốn nổ thì phải phải nổ cho nó đúng để cho người ta nể mày, còn không muốn nổ không biết thì ngậm miệng lại để cho nghe người ta nói, rồi ngồi đó nói bắt đầu đấy, mình học hỏi thêm, tại mình nói người ta nói mình chê mình là cái có sai sai mình gì trong trọng đó, mình học lại, mình lên mình mạng mình tìm hiểu cái đó mới là thông minh, còn mày ra sách mình nổ mà nổ tầm bậy, cái ta hả mày ở bên bên mình nói hả, mày nói mày ở bên 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 Mỹ hả, mày học 8 năm, tao của bên Pháp tao học có 4 năm thôi cho mày biết, còn Việt Nam tao học có 2 năm thôi, tao rất là dốt nhưng mày miễn sao mà tao giỏi hơn mày là được rồi, giỏi hơn mấy ông già bên 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 Mỹ là được rồi, suốt ngày nói Việt cộng Mỹ gì, tao ở Mỹ nó gì, đường nó gì, nhà nó gì, cái giống gì mày, còn Việt Nam nó gì, Việt Nam nó gì, suốt ngày mày về mày vậy có tiền có mày gom ráng 1 năm trời mày ráng mà làm quá trời mày gom được mấy ngàn 2.000 đô la mày đi mày về Việt Nam mà mày khoe hả, mày về đó chơi vậy mà cái gì mà cũng chê, mày về đó mày ăn làm gì á, sao mày ăn cơm chứ vậy, mày ăn nước mắm chứ vậy, mày mua nước mắm mày nước mắm mà tự Việt Nam đem về bên nó bên 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 Mỹ nó không có đó, mày mày ăn nước mắm là của toàn là Việt Nam không đó, nó mày chê toàn thuốc độc đó đó đó, thì nói nhiều rồi, nước mắm là của Việt Nam, đặc sản của Việt Nam đó, không có nước nào làm được nước mắm hết trơn á, trừ ra cái nước Việt Nam á, cho nó đi nó gọi tới bên bên Mỹ luôn á, mày muốn ăn á mày chê á, dân mà người Việt Nam thì cái đầu có mắt cái giống gì cũng nói tiếng Việt Nam mà suốt ngày Mỹ, mày cứ viết đây mày viết nào mệt mày nghỉ.
Rồi mấy bạn nào á giờ không có còn chửi mấy thằng khùng khùng điên điên này nữa, bây giờ ai muốn hỏi gì bên Pháp thì trả lời cho, nghe gì mày nói cái gì, hỏi quá chừng mấy lần trước hỏi quá chừng không có kịp đọc kịp và Ủa chị ở không có bên trả Áo lời là kịp. Áo 3 4 năm rồi phải không? Em nói gì? Chị ở bên Áo là 3 4 năm rồi phải không? 3 năm. Ờ chị kể Áo nghe chơi đi chị. Áo chị đâu biết gì đâu, chị Ủa ở vậy đây hả? chị thích, chị thích ở đây chị. Áo nói chung là cái nước của nó rất là thoải mái, mà miền Nam thôi, nó miền Nam kiểu nó rộng, đất nó rộng, nó yên tĩnh, nó cái phơi phơi nó ồn ào, nó mình phải sống, mình kiểu như mình thích cái tánh tình của mình, thích ồn ào thì mình sống được, mình không có sao hết. Còn mà chị chỉ không thích ồn ào, chị thích yên tĩnh, sống vùng quê vậy đó, chị thích vậy, cho nên Ủa bên bên này Áo mấy đứa chị con ở. thì nó nhàn hả? Hôm nay cái nhà bạn nó tới chơi, Ủa tới chơi nãy rồi, cho nên chị chắc chắn chút nó về, tự nó về, nó gõ cửa nãy chị cho nó vô nhà. Rồi chưa, nói chung là ở đây nó thoải mái, nó ít người, nói chung là ít người, đường nó cũng thoải mái, không có đông, mình đi đâu mình cũng ngạt ngạt. Còn bây đi ở Pháp thì nó sao ta, nó đông người quá, nó đông người quá, nó mà làm là người mình ngợp, mình đi thời gian mình đi xe, mình mỗi lần đi đâu chừng 10 km thôi, em ngồi trên xe cái 2 tiếng, 1 tiếng đồng hồ mới lọt ra khỏi tới nhà em. Người ta nói là cái đường đi á, em hẹn giờ người ta, em biết đi em ra khỏi nhà em, giống như bên bên Việt Nam mình, em muốn đi á, là lúc em hẹn em đi, nhưng mà em không biết chừng nào em tới, kẹt xe biết chừng nào em tới. Cho nên Pháp là không ở kẹt đây như thì vậy. Pháp thì nó không kẹt như vậy luôn hả? trời ơi, Pháp mỗi lần gì, mỗi lần như tỷ là chị mà khoảng chừng từ 5 giờ, 5 giờ cho tới 8 giờ là chạy xe kiểu gì sao, chừng em mà đi chừng 20 km thôi, để em ngồi em mất hết 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ trên xe. Cũng Mỗi hơi lần mà chị kẹt. về, lâu lâu chị về Pháp, chị chạy xe chị về Pháp là thò ơi, lúc đầu giờ chị quen về đó, chị về đó chị đợi nó kẹt xe, chị ngồi đó, chị ngồi chị tắt máy, chị ngồi chị đợi chừng nào tắt máy, đợi đợi chừng nào chạy cứ như thả luôn, cái nào xuống dốc cái khỏi mở máy luôn, thả cho nó xuống luôn. Mệt, chạy xe mệt lên Pháp mệt lắm. Còn nước Áo này cái cảnh nó đẹp lắm, mà chỉ có một cái là nó việc làm nó còn yếu lắm, kiểu như làm lương nó cũng thấp, mà cuộc sống nó cũng kiểu như nói chung là nó thoải mái, nít nó học trường học nó cũng ít người, rồi đi ra ngoài đường cũng ít người, mà mua đồ nó cũng rẻ hơn một chút xíu ở bên Pháp, nói chung là vậy. Du du lịch người ta đi qua qua, qua Áo Chợ Đông không chị? Cũng cũng đông lắm, nó nhất là mùa đông á, Ví nước dụ nước gì nó dễ đi du dễ lịch. mình đi chơi, mình đi xin visa du lịch qua bên Pháp với bên Áo thì bên nào dễ hơn chị? Hay là như Bên nhau? Áo dễ hơn, Bên Áo dễ bên hơn Áo dễ, không phải nó dễ hơn mà nó nhanh hơn, nè. không phải là nó dễ hơn mà nó nhanh hơn, tại vì cái lực của nó Âu Châu, mà em đi nước nào cũng vậy, nó Âu Châu, nhưng mà cái nó nhanh hơn, nó ít người á, ít người thì nó làm việc thì rất là nhanh. Còn bên Pháp thì đông người á, người ta xin cũng nhiều nữa, người cũng nhiều nữa, nói chung cái gì nó cũng nhiều nhiều hết trơn, là lúc mà nó em xin nó làm chậm lắm, làm rất là chậm. Nhưng mà bây giờ từ đâu gần 15 năm nay rồi, là em mỗi lần em xin em không cần xin ấy nữa, em xin tại chỗ việc ở bên Việt Nam, tòa lãnh sứ Việt Nam ở Pháp ở Việt Nam á, em xin tại đó luôn là nó cho luôn, mà đông người xin quá thì lúc nó làm việc chậm thôi. Mà Pháp nó làm có 35 giờ một tuần, 35 giờ một tuần đâu có nhiêu đâu, hết giờ rồi. Gặp mà lễ lễ vừa lễ bên Pháp mà vừa lễ bên Việt Nam, nó dồn 2 lễ nữa, rồi lễ lúc nó không làm từng, nó làm được nhiêu chứ, cho nên nó lâu vậy đó. Còn Có bạn hỏi chị là chị sống ở bên Áo có gặp khó khăn gì không trong cái việc học tiếng Đức? tội tiếng Đức khó lắm, chị học hoài chị dốt thấy bà luôn, chị học trước thì chị chán luôn, chị học chị chán luôn, học khó lắm. Tiếng Đức khó, khó là tại vì tiếng Đức nó khó là cái này, mình không có quen cái cách viết chữ của nó, viết chữ của nó là nó nhiều khi nó cái giọng từ nó chữ này nó nằm đây, cái nó mình nhiều khi mình nói hết rồi cái nó gần chị, nó có quan trọng, cái chữ quan trọng nhất là nó nằm cuối cùng cái hàng Ngôn ngữ là khó ha, sao đó rất là khó. papa chụp ghét em đến chụp ghét tại chị chút xíu có ai em đến c'est papa tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Chắc chắc chồng chị sắp về, nãy giờ kêu mua sữa.
Gì chứ, em nói lại hỏi câu hỏi này nữa chứ nhớ. Ừ, Khi mà vậy học học tiếng Đức, à học hỏi tiếng Đức thì nói khó lắm. Đâu khó lắm, chị học chỉ là mà chị với là mình trong đầu mình á, nhiều khi chị nói 3 tiếng 4 tiếng đó, lúc mà mình mệt đó, cái đầu mình không còn cái gì chứ, không còn chữ nào á, nó đang thù lùi luôn, nó đang thù lùi đó, cái black luôn, nó không có còn gì chứ. Nhiều khi đi ra ngoài đường nói tiếng tiếng Đức, về nhà nói tiếng Pháp, người nhiều khi bí quá nói tiếng Anh, nó lộn xộn làm giấy tờ cũng nói tiếng Anh, với cái nó làm cho người đầu mình nhiều khi nó cũng cũng không, coi như là nó lộng cộng á. Rồi cái gì chị nói tiếng Việt cũng không rành, tiếng Pháp cũng không rành, tiếng Anh cũng không rành, tiếng Đức cũng không rành luôn, giờ không biết mình biết nói tiếng gì. Nó tiếng Việt Đâu tiếng Việt nhà chứ, chừng nào gặp lâu lâu gặp có mấy hai ba giờ gia đình Việt Việt Nam mà người 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 Bắc như người Huế, người Bắc không Huế thì lâu lâu gặp nhau gặp nói chuyện nhau thì chị không có hiểu sao kỳ nói với cái từ á, tại vì người vậy? ta nói từ Việt Nam mà từ ta mới qua, những người ta mới qua người ta nói những cái từ Việt Nam á chị không hiểu, Nó rồi chị Huế, dở nó lâu dụng Huế rồi nói tiếng mấy cái từ người Bắc là chị không hiểu đúng không? người Bắc hiểu, nhưng mà Bắc mà kiểu như miền Bắc mà lại còn còn người ta mới qua nữa, nhưng mà cái từ của người ta xài theo cái từ Việt ở nước nữa, hai thứ nữa, cho nên là chị không có hiểu mấy. Trời ơi ông Sơn Tây, trời tao nói từ nãy giờ tao nói muốn nói viết chữ thì nó viết cho nó đúng luôn đi ông nội, ông cùng các em nói đi, còn không viết mẹ tiếng Việt Nam đi, muốn chữ người ta viết cho đúng, không phải là tê khốn mà là tê khên. Viết thì viết cho nó đúng luôn, muốn chửi người ta thì viết cho nó đúng, đừng có viết, còn đừng có viết sai. Mấy em mấy có mấy người nào biết tiếng Việt Nam chỉ là tiếng 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 Pháp á, chỉ lại ông đi, già rồi mà còn khùng Có anh khủng nào khiếp luôn. anh Tuấn Thủy hay gì đó comment đó là gì em ngon này giống chú Cầm giản dị chân thành tương lai tiếng Việt sẽ là tiếng quốc tế chị yên tâm Không mà chị bực cái là nổ á, nổ á, muốn chửi chị thì viết mẹ tiếng Việt Nam đi, còn viết tiếng Pháp thì viết cho nó đúng, đó là cái tiếng nổ nổ cho chị để muốn vậy thì chị ngậm miệng lại, tại viết đúng rồi. Nếu mà muốn người ta ngậm miệng lại thì phải làm sao để cho người ta ngậm lại chứ, nếu mà muốn muốn người ta ngậm miệng lại á thì đừng ấy. Còn Jane ấy Bùi nữa, viết cái gì đâu mà muốn 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 cho người ta hiểu, viết có giống một chút, làm một 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 chút lịch sự một chút, viết chữ viết viết vô cái dấu Việt Nam mà không có dấu đọc biết ra làm sao nữa. Trời ơi, sao mà chị thấy mấy người á, nói chung là chị không biết nha, một 10 người á ở bên Mỹ á 8-10 là khùng rồi. Sao chị nói vậy? Khùng thì biết sao không, khùng mà chị suốt ngày cái so đo chơi nước này chơi nước kia, chơi nước này chơi nước kia, chơi chơi đủ loại chân á, còn không không muốn 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 người ta nể mình, muốn người ta mà muốn nước á, mấy người ở nói là đó là cộng sản đi, nói mẹ nước cộng sản Việt Nam mình đi, nói mẹ đi vậy đi, muốn á người ta nể mình á, người những cái nước ở trong nước á, tụi trẻ nó không có ngu đâu, con người không ai ngu, cho người nào cũng khôn á, không có khôn cái nợ đầu này cũng khôn cái kia, người ta dốt, người ta dốt một chút chút từ từ ta cũng cũng khôn lại, người ta không ngu hết đâu, muốn người ta nể, muốn mà người ta ấy á. Anh Bình Dương mới vô anh có giao lưu Đó với anh một Kelly môn nè, Pháp không? Kelly á, dùm ơn dạy lại cho ông cái hùng khùng khùng Sơn Tây này, là dùm ơn cái viết 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 chính tả cho nó đúng đi, viết dạy cho nó vừa môn phú nè, nè đó, viết cho môn phú không có chữ S trong cùng. Anh Kelly lâu lâu mà chọc vài cái đam vô cũng thốn chứ bộ rồi Bình Dương ơi Đó, có bạn Kelly đó, Hồng Phạm kìa biết tiếng Pháp Bình á, Dương bạn dạy Hồng là cho ông, Phạm dạy cho ông Khùng Sơn rồi đi. của Hồ Hồng Long Hồng 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 Long anh Bình Dương có anh Hồng Long nãy giờ rủ anh phản biện kìa anh vô phản biện cho anh Hồng Long đi anh Hồng Bình Dương em thấy anh vô rồi đó Trời ơi, nói mà nói khùng mà nói ngu mà cứ tiếp tục mà cứ tiếp tục mà nó cứng đầu giống như ông Hùng Lân vậy á.
cứ tiếp tục mà kiểu như là mình thôi, mình ta nói vậy thôi, bây giờ mình bỏ qua đi, mình đừng có cứng đầu như vậy nữa. Sống chung với gia đình quá mà đổ điên đổ khùng chứ chi. Chào anh Duy và chị gái, chào em. Trời, Chị ta nói là cái thằng kia khùng kia, tao không có trả lời mày nữa đâu, mà cứ giết kìa, nói mệt thiệt. anh vũ sư hả Duy? Đúng rồi, anh vũ sư anh đang bàn luận cái vấn đề gì á, vấn đề gì vậy? Giờ chị mới hiểu là tại sao mà cứ nó nhảy nhảy gì sao mà đọc hết cho nổi. Đó nhảy tùm lum hết vậy chậm á, Nhảy chứ bình thường lum, đâu có ấy đâu. cái gì chất xanh bùi hả, á đù hả, chữ Trời này chữ á ơi. đù là cái gì anh? Á đù, đừng đừng Trời đụng vào ơi con mấy người ông em nữa nội nhé. ơi. Mấy ông nội. Mấy ông này không biết ở nước nào, không biết mà cứ suốt cứ 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 muốn nổ viết tiếng Pháp, phải đặt viết tiếng Pháp, viết sai chết mẹ luôn, mà viết lên làm Cho gì, viết anh tiếng bình Anh thường lên đi. Muốn nổ thì viết tiếng Anh đi. đi, gọi kêu anh chờ xíu đi, Bình Dương phải không? Để cho anh Bình Dương số ấy đây, chị đi xuống, chị chửi nhiêu đủ rồi, giờ cũng biết nói gì, chị cũng biết nói gì, chị nhiêu đó thôi, Dạ rồi, ok chứ đâu rồi, có giờ từ đêm tới có mấy ông ngục khùng khùng á, nói là chị nói là mấy mấy ông điên á, ngu á thì nói chịu ngu để đi học hỏi một tí xíu hả, đừng lên mà nói mấy chuyện tào lao, còn không á thì muốn nói thì lên học bài đó, làm giống như học trò vậy đó, lấy cuốn sổ viết vô chổng học bài cho nó học cho đúng hết đi, đã lên hả bắt đầu nói chuyện, chứ đừng có lên mà nói tào lao không à, không không đúng. Còn cứ cãi 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 ăn đó, cái gì mà như ăn thôi. nghỉ ăn đi ông ơi, khuya rồi còn ăn nữa, mê gái còn mê ăn nữa, ai chịu nổi. Trời ơi, cái toàn nói nó khùng, mấy người người Mỹ sao khùng quá chừng, mà nói Âu Châu này có mấy mạng thôi mà nó cũng không dám lên, nó không dám lên ra, tại vì nó sợ là nó chịu thua cho nó không dám lên, còn mấy ông ở Mỹ này sợ quá luôn, dốt mà còn bị đặt lên rồi, mà cứ cãi cãi không. Trời ơi, nước Việt Nam mà thấy mình, chị thấy anh Việt mấy mấy người mấy tụi em ở bên Việt Nam á, học trò vậy mà không giỏi hơn mấy ông khùng ở bên bên Mỹ nha, già có một khùng chết bà luôn, già mà khùng ngu nữa, tiếp tục có nói hỏi con câu hỏi hoài có nhiêu thôi. Làm ơn á Kelly ơi, không biết gái hay trai thì không biết ha, dạy lại mấy 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 ông khùng khùng này viết viết tiếng Pháp đó, mà viết sai danh tả nó, dạy dạy lại giùm đi, trời ơi tội mấy người này quá đi, thấy xấu hổ ông bà muốn chết luôn á. Từ nào giờ chị á, không bao giờ chị mới viết cái gì mà lên lên chừng nào chị bí quá chị mới viết cái chữ một chữ thôi, chứ không bao giờ mà chị viết thêm chữ thứ hai nữa, khùng Dạ. quá chừng đi. Rồi thôi chào chào em gái đi, để cho Được. anh Bình Dương anh lên. Dạ rồi, em chào Bye chị. bye. Dạ Chào biết em, thôi anh đi. cảm Dạ biết. ơn nhiều nha. Rồi Bình Dương ra đi chưa? Lên phản biện với anh Hồng Phạm đi, bữa nay anh có lên. Bữa nay anh Hồng Lân có khách khách hẹn, mà khách hẹn đi nhậu rồi. Không phải, anh chú Hoàng nó là hẹn hồi hôm qua chứ không phải là hôm nay.